Xin chào tất cả mọi người, mình là Lee Nguyễn. Thì hiện tại mình là một huấn luyện viên và đồng thời là một fitness model. Và năm nay mình 23 tuổi. Thì năm ngoái thì mình là quán quân của fitness model của Muscle Contest. Nhưng năm nay quay lại với Muscle Contest với mục tiêu cao hơn, đó là IFBB Pro Card. Thì đó là một trong những cái mục tiêu lớn nhất trong năm nay của Lee. Thì Lee sẽ phải cố gắng quyết tâm để có thể giành được nó. Sau một năm đã thi đấu, mình nhận biết được là trong một giải đó mình còn rất là nhiều cái thiếu sót. Thứ nhất là việc siết cân, cái việc giảm mỡ nó phải cần có cái độ tới hoàn hảo, phải là gần như là phải như 99%, không thể nào mà chỉ siết với giai đoạn 80-90% là đứa lên sàn được. Thì năm nay phải có một cái sự chuẩn bị kỹ hơn về cái độ siết. Và thứ hai, cái việc ăn uống phải kỹ càng hơn nữa. 2-3 tuần cuối là càng phải gấp rút trong việc ăn kiêng để có thể đạt được đúng cái goal của mình khi mà mình tham gia vô giải.